Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Surface Laptop 5 Core i5-1235U2022. Vẫn như mọi năm chất lượng sản phẩm vẫn là một trong những thứ Microsoft làm rất tốt. Với Surface Laptop năm 2022 vẫn được duy trì về màu sắc, Microsoft thêm một màu mới với tên Forest bên cạnh ba màu truyền thống trước đây là Black, Platinum và Santon Surface Laptop 5 Core i5 có thiết kế vô cùng gọn nhẹ và di động với kích thước tổng thể chỉ 308mm x 223mm x 14,5mm giúp thiết bị trở nên cực kỳ mỏng. Và trọng lượng chỉ 1,29g nên dễ dàng mang theo bên người bất cứ đâu mà không gây cảm giác nặng nề. Hành trình phím vừa phải các phím có độ này tốt cho cảm giác gõ chắc chắn và thoải mái. Touchpad kích thước lớn với bề mặt nhãn mịn và phản hồi chính xác cử chỉ đa chạm như vuốt thu phóng hoạt động chân chu cũng như linh hoạt hơn. Cấu hình ổn định cùng chip Intel Core i5 mang lại hiệu năng tuyệt vời để đáp ứng các nhu cầu đa nhiệm hàng ngày tốc độ cơ bản lên đến 3,3 GHz và khả năng Turbo Boost tối đa 4,4 GHz giúp Surface Laptop 5 i5 xử lý nhanh chóng các tác vụ như chỉnh sửa hình ảnh lập trình hay chạy các ứng dụng đa nhiệm cùng lúc mà không gặp giật lag. Cùng với sức mạnh xử lý được trang bị chip đồ họa Intel Iris Xe mang lại khả năng xử lý đồ họa ấn tượng, sử dụng công nghệ pin lithium ion tiên tiến thời lượng pin lên đến 15 giờ sử dụng liên tục giúp người Dùng có thể duy trì hoạt động trong suốt ngày làm việc hay học tập mà không cần lo lắng về việc sạc pin. CPU Intel Core i5-1235U RAM LPDDR5BUS 3200MHz Màn hình 13.5 inch 2.5K cộng 2256 x 1504 QHD Các màn hình Intel Iris Xe Cổng kết nối một cổng USB-C với USB 4.0 Thunderbolt 4, một USB-A với 3.1 một cổng surface connect 13,5 mm headphone jack. Hệ điều hành Windows 11 Home. Thiết kế nhôm nguyên khối. Kích thước 308 mm x 223 mm x 14,5 mm. Năm ra mắt 2022. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé